À, bây giờ mời bà con xem em hai cái chậu cho cây lan. Cây lan này em ương đã cũng đã mấy tháng rồi đó bà con, để trong cái chậu nhỏ thôi. Bữa nay thấy nó hết đất rồi, hết đất hết chất dinh dưỡng rồi nên mình phải thay thôi. À, trước khi thay thì mình sẽ cắt bớt nha bà con, mình cắt bớt đi. Thì cái chậu này em trồng để cây, để cho ngắm, để cho cái chậu nhỏ thôi, ngắm chơi thôi nên sẽ cắt bớt cái đọt nó đi. Đây, cái nhánh này thì bà con mình cũng có thể trồng lại nha. Cây to thì mình cắm xuống đất là ẩm ướt á, hoặc là cát á, là chừng vài tuần là nó ra rễ được rồi. Đó, cái này chúng ta có thể hoàn toàn nhân giống, chúng ta có thể cắt khúc khoảng 1-2 tấc rồi bà con có thể nhân giống được với nó. Đó, cái khúc này mình sẽ để mình nhân giống, còn khúc trên thì mình sẽ lấy lá, cái lá uống đây. Đây là cái cây đinh lăng. Cái cây này thì bà con có thể là nấu nước uống hàng ngày, bà con có thể phơi nó khô khô là bà con có thể uống được rồi. Đây mình sẽ ấy cái lá nó ra để nhà phơi. Nhà mình thì ngày nào cũng uống cái này hết trơn. Chúng ta phơi khéo khéo thì chúng ta để vô cái bình nước á, uống thì rất tốt cho sức khỏe. Còn cái rễ thì chúng ta có thể ngâm rượu. À, đó, cái này chúng ta đem phơi nha. Mình trồng này, cái phần này để ra phơi để chiều nấu nước uống. Trồng lăng thì rất là tiện. Đó, giờ mình để một bên đi. Mấy phần này mình có thể nhân giống là nó phải sống nha bà con, hoàn toàn 100% là sống nha. Nó như mấy nhánh vậy nè. Giờ mình sẽ thay thay cái chậu này. Rễ rất là nhiều nè, muốn cho nó phát triển tốt hơn thì mình phải thay thôi, thay cái chậu cho nó to to hơn một chút xíu. Thì trồng cái này mua, các bạn mà muốn ngâm rượu á hoặc là chơi bonsai luôn. Đây, cái bớt đất nó ra đi, đất cũ nè. Bớt cắt ra đi cho nó lấy đất mới rồi cho nó phát triển tốt hơn. Của mình ở đây được thêm, các bạn xem nè, đây là cây cỏ lá trúc, cỏ lá tre, lá trúc á, cỏ lá trúc nè. Bạn xem là trồng chung nó cũng rất là đẹp nha các bạn. Ở đây nó tự lên. Cái này là cái gì đây, tự nhiên quên rồi. Cây bướm diêm, cái cây này là cây bướm diêm nè quý vị. Đó, cây này cây bướm diêm nó lên nè, thì mình để luôn cho nó đẹp, nó lên được mấy cái, nó bự bự thì nó bứt nó ra. Thì mình trồng là trồng lại cái chậu này các bạn. Này mình trồng đất với cát thôi quý vị, không có gì hết, đất với cát. Các bạn có sơ dừa và cho chấu thì các bạn trồng cũng được, nhưng mà mình trồng đất nhiều đi, cây nó phát triển, đặc biệt là phải tưới sớm nha, thì cái cây nó phát triển cái rễ nó mau. Cái này mình trồng mình lấy rễ để ngâm thuốc rượu. Đây, lấy đất vô. Bỏ dạng trùng vô cho nó đào xới, cho nó có cái độ xốp. Tận dụng cái này lại đi. Này,
nữa là cỏ lá chè mình nó sẽ phát triển ra là bích cái chậu này luôn, rất là đẹp. Mình giờ mình chỉnh dáng cho nó thành bonsai nha các bạn, nữa mình chơi bonsai luôn, chỉnh cho cái dáng nha. Dáng bay đi, nó nằm đi, nó nghiêng nè. Nó gai dán bay không đây đó các bạn, mình đã được một cái cây rồi đó. Nếu trong trồng trong cái chậu nhỏ thì giờ nó sẽ đẹp hơn. Đấy, chút xíu mình sẽ lấy cái kéo kia mình cắt, kéo này cắt nó không mấy tạm, mình uống nó thành cái dán bay luôn. Tách ra đi, à, cứ để dán dán đứng bây giờ chỉnh cho nó thành những dán bay luôn. À, đinh lăng dán bay nha quý vị. Bây giờ mình để cái này lên đây, bỏ ra chút. Bên đây mình còn một mớ nữa nè, mình rảnh mình chiết nó qua đây luôn. Cỏ này nó mọc nhiều lắm. Tốt hơn mình sẽ thay cái chậu nha quý vị. Đó, giờ là mình trồng được rồi đó. Để lá bớt luôn. Đó, thế là mình có một cái chậu đinh lăng dán bay mình dưỡng nha quý vị. Chỉ mới dưỡng thôi. Cho nằm xuống luôn. Mình thì mình chỉ mới là mới biết thôi các bạn, làm chơi cho nó vui thôi. Bạn nào khéo tay thì vô comment hướng dẫn giùm mình nha.